vừa qua, mẫu sedan cao cấp BYD Han EV đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Brazil, với mức giá khoảng 2 tỷ 6. Chỉ sau một tháng mở bán, BYD Han EV đã cháy hàng, chứng tỏ sức hút không nhỏ của mẫu sedan chạy điện này tại Brazil. BYD Han EV là mẫu sedan có kích thước tương đương với mẫu VinFast Luxa tại thị trường Việt Nam. Xe sở hữu thiết kế táo bạo với các đường gân mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ngoại thất cũng gây ấn tượng khi được kết hợp các yếu tố phương Đông và phương Tây. Những điểm nhấn ấn tượng trên ngoại thất có thể kể đến như lưới tản nhiệt độc đáo hay cụm đèn hậu với tạo hình sắc sảo. Bên trong khoang nội thất, BYD Han EV được xây dựng dựa trên phong cách sang trọng, hiện đại. Các chi tiết ốp gỗ cùng tay nắm cửa chỉnh điện, ghế ngồi bọc da là những điểm nổi bật bên trong khoang nội thất của mẫu xe này. Ngoài ra, với kích thước tương to, BYD Han EV còn mang đến cho người dùng không gian rộng rãi, thoải mái. Xe cũng được đánh giá cao về mặt trang bị và tính năng. Mẫu sedan hạng sang này sở hữu màn hình đa phương tiện D-Link với kích thước 15.6 inch, ghế trước tích hợp tính năng chỉnh điện, sưởi và làm mát, màn hình đa chức năng cho hàng ghế sau, hệ thống điều hòa không khí hai vùng, sạc không dây cho điện thoại di động hay công nghệ để mở khóa. Về mặt an toàn, xe cung cấp cho người dùng tính năng lái tự động thích ứng. Thông qua tính năng này, BYD Han EV có thể tự động tăng, giảm tốc độ dựa trên xe phía trước mà không cần đến sự can thiệp của người lái. Ngoài ra, BYD Han EV còn có thêm hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh G-Pilot, ổn định điện tử, cảnh báo giao thông cắt ngang, giám sát điểm mù, cảnh báo va chạm ở phía trước, cảm biến đỗ xe, 6 túi khí. Về hiệu năng, BYD Han EV có tốc độ tối đa 186 km/h và có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong vòng 3.9 giây. Xe có tổng công suất 494 mã lực và mô men xoắn cực đại 680 Nm. Xe cộ XX.